Quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh YouTube Góc Cảnh Giác. Thưa quý vị, người xưa có câu là nhất quỷ nhì ma, tứ bảo trò quả không sai. Bên cạnh việc học tập, trau dồi kiến thức, khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường còn được tô điểm bằng những trò đùa nghịch ngợm hay những lần ngủ gật trong lớp bị các bạn lấy làm trò cười. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi những pha ngủ gật trong lớp hài hước nhất được chính những cô cậu học trò ghi lại về khoảnh khắc để đời của bạn mình. Đi học muộn, cười đùa trong lớp là những chuyện không còn xa lạ với tuổi học trò. Song mới đây, phản ứng hài hước của một nam sinh khi ngủ gật bị các bạn trêu chọc vẫn trở thành tâm điểm chú ý. Theo đó, trong đoạn clip được bạn bè ghi lại khoảnh khắc nhớ đời của mình, nam sinh này đang trong trạng thái ngủ gà ngủ gật. Tưởng chừng ngủ say tới mức trời sập cũng không biết, nhưng khi các bạn đồng loạt vỗ tay, anh chàng này lại lập tức bật dậy, hòa cùng chàng vỗ tay đó nhưng chưa hề có giấc ngủ nào ở đây. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà, thôi xuống đây bà, phim chiều rồi. Chớ trêu thay, chính pha phản ứng nhanh này của anh chàng lại trở thành một trang cười của các bạn trong lớp. Hóa ra, vì thấy cậu bạn ngủ ngon quá, nên các bạn quyết tâm bày trò để trêu chọc bạn mình. Đoạn clip sau khi được đăng tải trên mạng xã hội lập tức gây bão, nhận được nhiều bình luận hài hước của cư dân mạng. Đa phần các bình luận đều tỏ ra thấu hiểu cho anh chàng bị trêu, đúng là vừa thương vừa buồn cười. Nam sinh là chủ nhân đoạn clip gây bão cho biết, khi đó thấy bạn cùng lớp đang ngủ gật nên lấy điện thoại ra quay, mấy bạn ngồi sau giả vờ vỗ tay hoan nghênh. Phản ứng hài hước của cậu bạn đang ngủ khiến cả nhóm bật cười. Nam sinh cũng tỏ ra khá bất ngờ khi clip của mình được nhiều người quan tâm, 10x chia sẻ. Ban đầu thấy biểu hiện của bạn cùng bàn quá buồn cười nên chia sẻ lên mạng. Cậu chưa thấy ai đang ngủ mà nghe vỗ tay lại giật mình làm theo như vậy. Cậu bạn cũng cho biết thêm, ở ngoài đời, nhân vật chính trong clip cũng vô cùng hài hước, được bạn bè yêu mến. Nam chính cũng không hề giận khi bị bạn bè trêu chọc, lan truyền clip rộng rãi. Quả thực chỉ có thời đi học, chúng ta mới có những khoảnh khắc hài hước, có 102 như thế này. Có lẽ với nhiều cô cậu học trò, những phút giây hiếm hoi khi ngủ gật trong lớp là giấc ngủ ngon nhất cuộc đời. Dẫu biết rằng ngủ trong lớp là vi phạm nội quy, thế nhưng khi cơn buồn ngủ ập đến thật khó lòng để cưỡng lại. Giữa cái nóng oi bức của mùa hè, vừa ngủ lại vừa có gió thổi hiu hiu thế này thì còn gì bằng. Nhưng mà trong trường hợp này thì nó lạ lắm. Mới đây trên một diễn đàn dành riêng cho giới học sinh sinh viên vừa truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh say sưa ngủ trong lớp học. Đáng nói, thay vì gục đầu lên bàn ngủ, nam sinh này còn cả gan, kê cặp nằm hẳn ra ghế rồi đeo tai nghe, đánh chén một giấc ngon lành. Cô giáo sau khi phát hiện nam sinh nằm ngủ trong lớp đã có phản ứng khiến cả lớp bất ngờ. Theo đó, cô không hề gọi dậy, không hề la mắng, trái lại cô còn dùng quyển sách và phe phẩy quạt mát cho nam sinh. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Holy look at all this damage. Cái quyển sách này nó hơi đáng sợ nha, có lẽ vì do không chịu được sức nặng của cái quạt. Mà chỉ sau vài cái phe phẩy của cô giáo, cậu bạn này đã giật mình tỉnh giấc tạo cho cả lớp một tràng cười nhớ đời. Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra đồng cảm với nam sinh này bởi có lẽ hầu hết đứa học trò nào từ học sinh cũng đôi ba lần không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ trên lớp. Tuy nhiên, không ít người cũng nhắc nhở nam sinh không nên tái phạm lỗi ngủ gật trên lớp nữa bởi lẽ những lần sau chưa chắc đã được thầy ưu ái đứng quạt mát thế này mà sẽ bị ghi tên trên sổ đầu bài, ảnh hưởng đến tiết học, ảnh hưởng đến thi đua của cả lớp. Khác với những pha ngủ gục đầy táo bạo của nhiều cô cậu học trò, trường hợp của cậu bạn này có lẽ phải ghi vào sách đỏ bởi sự ham học hiếm có khó tìm của mình. Theo đó, trong đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, có thể hình ảnh một cậu học sinh đang trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng nhưng vẫn quyết tâm không gục xuống chống chọi lại cơn buồn ngủ. Chẳng biết có phải là quay lén hay không, nhưng những biểu cảm chân thật hài hước của anh chàng nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Dưới bài viết, nhiều cư dân mạng để lại nhận xét gương mặt của nam chính quá hài hước, ngủ gật cũng thần thái. Đến nước này thì hào quang nam chính của cậu bạn trong clip cũng không phải dạng vừa đầu, nhưng ánh hào quang này lại lợi hại nha. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút hơn 70.000 like và 40.000 chia sẻ, nó cũng trở thành cảm hứng sáng tạo của dân mạng. Không ít clip chế kèm chú thích, đây là mình trong giờ học hóa hay đây là tôi trong giờ học văn từ đó ra đời. Theo nam chính của đoạn clip chia sẻ, tối hôm trước mình thức hơi khuya phụ mẹ bán hàng nên mắt bị thâm quầng và hôm sau mới buồn ngủ như thế, mình cố gắng không gục xuống bàn vì vậy mắt hơi lơ mơ. Khi xem lại, tự mình cũng thấy buồn cười.
Trước những bình luận liên quan đến nhan sắc của mình, cậu bạn cho hay cậu không quá để tâm, mới ít chỉ xem đó như kỷ niệm vui trong đời học sinh của mình. Theo chia sẻ của chủ nhân đoạn clip, cũng là người bạn cùng lớp của chàng trai trong clip cho hay, do bác gặp bạn buồn ngủ trong giờ, thấy hài quá nên ghi lại chia sẻ lên trang cá nhân, cũng không ngờ nó lại gây chú ý đến vậy. Quả thực trong thời đại công nghệ phát triển, mọi khoảnh khắc đáng yêu hài hước khi còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ đều được lưu giữ qua những hình ảnh, thước phim chân thực nhất. Tuy nhiên, các bạn học sinh cũng cần thực hiện đúng nội quy không dùng điện thoại trong giờ học để không gây ảnh hưởng đến nhà trường và các bạn học. Ngủ gật trong giờ bị thầy giáo của trách đã xưa rồi, bây giờ phải được thầy hát ru nó mới gọi là đỉnh của chóp. Mới đây, đoạn clip ghi lại tình huống hài hước trong một lớp học được đăng tải từ tài khoản TikTok với dòng caption hài hước. Khi bạn ngủ trong lớp mà giáo viên bạn quá mặn. Anh ngờ tôi ngỡ, đó chỉ là giấc mơ. Anh ngồi đây tôi ngỡ, khi ra bước đi vào giấc mơ. Để gọi nhà em, chiều, tâm, kìm. Trong clip, một nam sinh đang nằm ra bàn ngủ ngon lành, phát hiện thấy cậu học trò này, thầy giáo từ từ đi xuống và bắt đầu có màn trừng phạt vô cùng mặn. Thầy đã nhẹ nhàng rút điện thoại ra bật nhạc và bắt đầu ngân nga ca khúc Có Chắc Yêu Là Đây của nam ca sĩ Sơn Tùng MTP. Thầy giáo một tay chống lên bàn, một tay cầm điện thoại hát. Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ, anh ngẩn ngơ cứ ngỡ như đang ngất ngây trong giấc mơ. Thấy ồn ào, nam sinh ngủ gật kia từ từ dậy, dụi mắt ngơ ngác nhìn thầy giáo trước mặt cùng với các bạn xung quanh đang nhìn mình cười nghiêng ngả. Bên dưới bài viết, rất nhiều cư dân mạng để lại những bình luận hài hước. Thầy giáo đáng yêu quá. Thầy lấy thế này, bảo sao học sinh cũng lấy theo. Không biết thầy giáo có phải fan Sơn Tùng MTP không mà hát hay quá, đến mức học sinh cũng phải dùng mình tỉnh giấc luôn. Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ quan điểm về thực trạng học sinh hiện nay đang phải học tập quá sức, dẫn đến trạng thái thiếu ngủ, mệt mỏi, ngủ gục trong giờ học. Tuy là vậy, nhưng những kỷ niệm đáng nhớ này sẽ theo các em mãi đến khi trưởng thành, để khi nhớ lại thì chắc chắn không khỏi bật cười về mình của ngày xưa. Và cả cậu nam sinh trong đoạn clip này, chắc chắn đây sẽ là bài học đáng nhớ cho mình để không bao giờ ngủ gật nữa. Học trò nào thời đi học cũng từng gặp phải tình cảnh đến lớp thì mắt nhắm mắt mở, để khi chịu không nổi thì ngủ gục luôn xuống cả bàn. Ngủ gật mà còn bị giáo viên bắt gặp nữa thì tình cảnh trớ trêu thôi rồi. Nhưng có cả những thần ngủ đánh một giấc trong lớp cho đến khi đánh trống ra về mà chẳng hay biết gì, chẳng hạn như nam sinh dưới đây. Theo đó, trên mạng xã hội, giới học trò đang truyền tay nhau một clip ghi lại cảnh ra về của một lớp học nọ. Trong khi mọi người lần lượt thu dọn cặp sách và ra về thì một nam sinh vẫn ngủ ngon lành và không biết chuyện gì xảy ra. Cũng chẳng ai muốn nhắc nam sinh này dậy để đi về. Giấc ngủ của anh chàng cứ thế tiếp tục một cách say sưa cho đến khi thành viên cuối cùng bước ra khỏi lớp. Sau một hồi vẫn chưa thấy anh bạn tỉnh dậy, một số thành viên lớp đã nán lại bên cửa sổ và gọi vọng vào kêu nam sinh tỉnh dậy. Nghe có tiếng gọi giữa giấc ngủ ngon lành, nam sinh vội vàng tỉnh dậy và nhìn ra hướng cửa sổ xem ai gọi mình. Lúc này cậu bạn trông thấy điều gì lạ lắm. Lớp học trống trơn không bóng người, chỉ một mình trơ trọi giữa những chiếc bàn. Biểu cảm hốt hoảng sau khi nhận ra bạn bè đã về hết khiến dân mạng không hề nhịn được cười. Phía dưới đoạn video, dân tình bình luận siêu rôm rả màn tấu hề này. Nhớ hồi học cấp 3, ngủ gật trong lớp, cô mang tờ giấy tới quạt cho mình mà mình vẫn ngủ ngon lành không biết gì. Người ta bảo đừng ngủ khi lũ bạn còn thức là chớ hề sai. Có mấy lần ngủ gật, tụi bạn không gọi dậy thật, đến khi bác bảo vệ lên thì mình mới dậy quề ơi là quề. Thưa quý vị, học trò đôi khi vì việc học hành làm bài tập nên không tránh khỏi cảm giác thiếu ngủ, hoặc vì mải chơi game từ khuya cũng là nguyên nhân dẫn tới việc cứ đến lớp là gục mặt xuống bàn. Hẳn ai cũng ít nhất một lần lỡ ngủ trong lớp, nhưng ngủ đến khi kết thúc giờ học, ra về rồi mà vẫn còn say giấc thì lạ lắm à nghen. Còn đám bạn cũng lầy lội chẳng kém khi nghĩ ra cách chôn bạn mình cực kỳ bá đạo. Chẳng ai lay nam sinh lấy một lần để cậu bạn thức dậy. Sau lần này chắc chưa không dám ngủ trong lớp nữa. Vâng, các bạn thân mến, thời gian ngồi trên ghế nhà trường là khoảng thời gian đáng nhớ nhất. Và chắc chắn đây sẽ là những kỷ niệm không thể phai trong quãng đời học sinh của những cô cậu học trò. Còn các bạn nghĩ sao về những tình huống này? Đừng quên để lại quan điểm dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại.